Kính chào bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Nhà nông làm giàu được phát sóng trên kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn 3N VTC16. Thưa bà con, Kinoko trong tiếng Nhật thì có nghĩa là nấm. Đặt tên sản phẩm là Kinoko Thanh Cao, chủ cơ sở chị Dương Thị Thu Huệ muốn giới thiệu tới người tiêu dùng rằng nấm được trồng theo công nghệ Nhật Bản ở Thanh Cao. Mỗi kg nấm có thể bán với giá là 120.000 đồng, cao hơn nấm kim châm cùng loại. Vậy nấm trồng theo công nghệ Nhật Bản là như thế nào? Mời bà con cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Nhìn ngon mắt, những bịch nấm Kinoko bày tại các cửa hàng thực phẩm thường hết hàng rất sớm. Người tiêu dùng lựa chọn bởi họ tin vào sản phẩm và dòng chữ trên đó. Sạch từ tâm. Tôi cảm thấy là cái chất lượng nấm cũng tương đối tốt và ăn thì cũng đậm đà và giòn, hợp khẩu vị. Sản phẩm nấm ở trong các hàng siêu thị như này thực ra là mình rất là yên tâm. Yên tâm hơn là ngoài chữ rất là nhiều bởi vì nó có cái chất lượng bảo quản rất là tốt. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại nấm kim châm nhưng mà không được rõ nguồn gốc xuất xứ. Do đó với nấm kim châm Kinoko, công nghệ Nhật Bản hiện nay thì rất là được khách hàng của siêu thị chúng tôi ưa chuộng và chọn lựa để sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày. Đây là trang trại sản xuất ra nấm Kinoko đóng tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Toàn bộ quá trình sản xuất hầu hết đều được tự động hóa và tuân theo quy trình của Nhật Bản. Nhờ đó, thời gian nuôi trồng nấm kim châm chỉ còn từ 42 đến 45 ngày, tức là bằng một nửa so với thông thường. Sản lượng trung bình mỗi ngày của cơ sở có thể đạt tới 1,5 tấn. Mình muốn là khách đã dùng cái sản phẩm đấy cảm thấy hài lòng về chất lượng. Từ xưa nay chưa bao giờ có ở Việt Nam. Đấy là nấm kim châm bằng công nghệ Nhật Bản với cái dinh dưỡng rất là cao. Và khi ăn nấm thì có một cái sự cảm nhận rất là khác biệt. Ở đây, nấm được cấy trong các lọ nhựa. Một lọ như thế này có thể tái sử dụng trong 25 năm. Mỗi ngày, cơ sở làm khoảng 5.000 lọ, một tháng tương đương với 150.000 lọ. Vì vậy, cũng hạn chế được 150.000 bao ni lông nếu làm theo phương pháp truyền thống. Rác thể nấm trong lọ sau khi thu hoạch sẽ được xử lý thành phân bón cho cây trồng. Như vậy, rác thải ở đây gần như không có. Đây là cái rác thể sau khi chúng ta thu hoạch nấm, tuy nhiên ở trong này nó vẫn còn rất chi là nhiều dinh dưỡng. Hai, bản chất cái sợi nấm khi nó còn lại ở trong cái lọ này thì nó là một cái nguồn protein. Các cái doanh nghiệp trồng rau hữu cơ mua cái sản phẩm này về, chúng ta sẽ không bị bỏ đi bất cứ một cái gì trong cả cái quá trình sản xuất nấm công nghệ cao như thế này. Đây là cơ sở nuôi trồng nấm đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhật Bản. Tuy thời gian thực hiện chưa lâu, nhưng kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn của mô hình này. Không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, cơ sở còn tạo việc làm ổn định với nguồn thu nhập khá cho người dân địa phương. Chúng tôi đây thì là có hơn 20 công nhân, lương cao nhất là 8-9 triệu một tháng. Thế còn thì là nói về trung bình thì là khoảng 5-6 triệu một tháng. Thế còn về công việc thì gọi là thấy nhàn hơn rất là nhiều với là làm nấm thủ công như mọi khi. Công nghệ đưa vào đã giải quyết cái việc làm cho bà con nông dân tại nơi đây. Thứ hai, cái công nghệ sản phẩm thì phải nói là hết sức là tiên tiến. Thứ ba là cái chất lượng sản phẩm uy tín, có giá trị và được người tiêu dùng sử dụng và nó có hiệu quả. Chúng tôi thấy rằng đây là một cái mô hình có hiệu quả và nó rất là lớn, đánh giá rất cao về cái năng suất, về cái giá trị của cái chuỗi sản phẩm được thực hiện cho đến hiện nay trên địa bàn xã Đông Tín. Để bắt đầu với mô hình này, chị Huệ và các cộng sự đã bỏ ra số vốn 3 triệu đô la Mỹ cùng với rất nhiều thời gian học tập, nghiên cứu. Sắp tới, cơ sở của chị sẽ phát triển đa dạng thêm các mặt hàng và mở rộng việc phân phối nấm rộng hơn trên thị trường. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng, không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VTC16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín.
với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC 16.